đây là chúng ta có cuốn cái Cán Vật của Vinson, đây là sản phẩm chính hãng của Inno, và đây là sau cái thành quả thì chúng ta cuốn lại cũng rất là đơn giản thôi, cuốn tên cái chân vật và cái cổ vật là cái Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Còn cái mà vừa giúp ta thì là quá là băng keo này, chốt cả cái đường vân cái cổ vân này. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy, how to get there, I'm glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, living life, all I want, and I pray. All I need, so better day. Bạn phải bóc hết ra, các bạn phải nổ ra. Vì sau cái ở đoạn cuối của nó sẽ bạn sẽ thấy là dần chúng ta sẽ thấy có cái đầu, bao giờ cũng cái đầu nhỏ này. Chính cái đầu nhỏ này nó là cái đầu để mà quấn thân cái vợt nhé, à cái quấn cái đuôi vợt này, chứ không phải đầu to nhé. Và bạn quấn ngay vào vị trí đây, mình sẽ quấn vào ngay để bám fit vào cái vợt này, xong rồi bạn quấn theo chiều kim đồng hồ và các cái chiều dài của các cái lớp đè lên nhau để bạn bỏ tầm 2 ly và đè lên quấn theo quyển vát theo cái chiều vợt, quấn cho đến sau cho đến cái thân cuối cùng cái cổ của vợt này này, cái vị trí của vợt này là cái đoạn cuối này, làm sao mà bạn cũng có thể cắt vát ở đoạn này đợi tí nữa là quấn vợt này, và chúng ta sẽ khóa bằng chỉ cái cao su này, là chúng ta cùng quấn ở cái vợt này nhé, chúng ta cùng thao tác và thực hiện cái này. Ở đây bao giờ bạn cũng nhìn thấy là ở đây nó bao giờ có một lớp đây, mình coi sẽ quay xa cho bạn, đây có cái lớp băng dính này, bóc ra nhé, bóc ra để bạn cố định cái vợt rồi luôn. Đây chúng ta sẽ quấn vào đúng cái thân vợt này, đúng vào cái vị trí vợt này đấy, mình sẽ quấn cho các bạn xem nha. Sao quấn theo cái chiều kim đồng hồ và các cái lớp, bạn cũng không nên quấn chặt tay quá nhé, để khi mà chúng ta chơi vợt thì nó sẽ có độ đàn hồi, chúng ta sẽ đàn hồi cái vợt rất là tốt hơn. Chúng ta sẽ quấn rất là vừa tay các lớp trước quấn sang lớp sau thì khoảng tầm 2 ly, nhưng mà cũng không để nó để hở nhưng rất là xấu. Chúng ta quấn làm sao mà để các lớp nó tỉ vào nhau để thì là chúng ta khóa cố định rất là đẹp. Đây bạn cố gắng quấn theo chiều hơi chéo vát vát để nó sẽ có cái các lớp tỉ nhau, mà nhìn này khoảng tầm 2 ly nhé, 2 ly là tỉ vào nhau rất là đẹp, không nên quấn chặt tay quá. Đấy. 3 days later. Gần đến rồi này. Hơi phải chéo vào bạn nhé để cho nó đẹp. Về mang tính thẩm mỹ được mà. Đấy. Đấy rồi. Cũng vừa kít rồi. Cảm thấy này vừa kít rồi. Rất là đẹp. Và cái khóa cố định này bạn nhé, bạn nên nhớ là khóa làm sao để nó không bị cộm cái vợt, cũng không bị cộm cái vợt. Và thứ hai là cũng không nên dán cái băng dính này. Cái khóa cố vật này đúng vào trong cái thân vật, vì khi chính thân vật khi bóc ra nó rất là xấu rồi, vì nó nhòe cái nước sơn cũ đi. Chúng ta phải quấn làm sao để cho nó vừa kít được vào cái này, và nếu mà thì bạn có thể dùng cái kéo cắt đi. Đây mình có dùng cái kéo, nó dài quá thì chúng ta có thể cắt bớt đi.
lớp này ra nhé. Lớp. Bóc lại vị trí bán đây, cắt clip đơn giản thôi các bạn nhé, vịt sơn hãng cầm rất là sướng, khi bạn cầm nó rất là chắc tay và cái thân vườn nó bắt đầu cố định lại được thì vườn nó sẽ mút lại rất là đẹp. Thế thôi thì rất là đơn giản. Chúng ta nếu các bạn thấy hay hãy like và đăng ký kênh của mình nhé, hãy subscribe và đăng ký kênh của mình sẽ hướng dẫn tiếp theo các bạn có thể kỹ thuật chơi gôn, kỹ thuật chơi tennis và các bài tập tiếp theo. Thì chương trình mà quần cá vật cũng rất đơn giản, chúng ta thực hiện tại nhà và có thể mà trên sân tập. Nào các bạn hãy like, đăng ký kênh và chúng ta cùng đón xem clip tiếp theo và cùng theo các kỹ thuật của tennis. See you, thank you for watching. Bye bye. Hãy like và đăng ký kênh của mình nha.